hãy bấm subscribe Pew Channel để đón xem series Chùa Việt nơi bạn tìm về. Vâng thưa quý vị, quả là một tiết mục rất là ý nghĩa và rất là nhiều cảm xúc. Phải nói thật với tất cả quý vị là Ly Thanh Tông đã từng được nghe qua câu chuyện này. Nhưng ngày hôm nay khi thấy những hình ảnh này được tái hiện một cách rất là chân thật và sinh động qua phần sân khấu hóa thì lại có cảm nhận sâu sắc hơn về lời dạy của Đức Phật. Và quý vị biết không, chùa là nơi mà Ly Thanh Tông luôn tìm đến mỗi lần mà mình gặp phải những chướng ngại trong cuộc sống đó quý vị. Đến chùa để nhìn lại bản tâm lương thiện của mình, học Phật và ở gần hơn với Phật để thấu hiểu vì sao mọi chuyện xảy ra, tất cả đều là luật nhân quả. Thanh Tông luôn nghĩ về điều đó mỗi lần gặp phải những chướng ngại trong cuộc sống. Và ngày hôm nay khi đứng đây thưa quý vị, Thanh Tông nhìn xuống bên dưới và thấy có rất nhiều những gương mặt quen thuộc. Chắc có lẽ là Phật tử của chùa Từ Nguyên phải không ạ? Dạ, quý vị Phật tử của chùa Từ Nguyên phải không ạ? Dạ, và... chắc chắn rồi, quý Phật tử của chùa Từ Nguyên đến với chùa, chúng ta nghe kinh, học Phật, chúng ta lạy Phật và cầu mong những điều bình an, may mắn cho bản thân của mình và gia đình của mình. Còn nếu ngày hôm nay, nếu quý vị nào là lần đầu tiên chúng ta đến với chùa Từ Nguyên, thì quý vị cũng đã biết rằng trên con đường Thạch Lam của quận Tân Phú có một ngôi chùa mang tên là chùa Từ Nguyên. Và quý vị bất kỳ lúc nào cũng có thể đến đây để nghe kinh, học Phật, lạy Phật. Hay là đơn giản thôi, sau một ngày mà chúng ta bộn bề với lo toan, với cơm áo gạo tiền, với cuộc sống bộn bề ngoài kia phải không quý vị? Chúng ta có thể đến chùa, lựa chọn cho mình một cái khoảng không gian nào đó yên tĩnh thôi. Mình ngồi xuống, mình hít thở, quay trở về với hơi thở của mình và dành cho mình những cái khoảnh khắc thật sự bình yên, bỏ lại tất cả những bộn bề, những lo toan ở ngoài kia nha quý vị. Chắc chắn đó là những giây phút cực kỳ tuyệt vời luôn ạ. Quý vị cứ thử đi ạ. Vâng, và thưa quý vị, đó là một chút chia sẻ đến từ Ly Thanh Tâm thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuỗi ba ca khúc, đó chính là Em Mừng Phật Đản Sanh, Cửa Phật Từ Bi và Con Xin Sám Hối, qua phần trình bày của ca sĩ Nhí Khánh Nga, ca sĩ Nhã Thi, Phật tử Diệu An và Phật tử Từ Tịnh. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hôm nay mừng Phật đản sanh, em theo mẹ đi lễ
trước Phật bụi trần buông thả khỏi đôi vai, hết tiếng sầu thương, hết tiếng thở dài, coi tạm phù du không phải là nhà. Con xin chắp tay trước Phật trước Phật đài, bụi chân buông thả khỏi đôi vai, hết tiếng sầu thương, hết tiếng thở dài, coi tạm phù du không phải là nhà. Con xin chắp tay trước Phật đài. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp.
đều do vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả nay con xin sám hối.
Vâng thưa quý vị, vậy là tham sân và si đã cháy hết rồi phải không ạ? Và thưa quý vị, một tiết mục rất là dễ thương, rất là ý nghĩa. Và trong ca khúc vừa rồi có một cái câu hát mà Lý Thanh Tông rất là thích, nhưng mà chưa kịp nhớ lời để xin phép được nhìn một chút xíu cho quý vị. Đó chính là dẫn lối ta từ đây, vĩnh viễn xa đường ma, cùng bước theo Phật Đà. Vâng, rất tuyệt vời ạ, một ca khúc rất là tuyệt vời, nhắc nhở những người con Phật của chúng ta ạ. Và thưa quý vị, đây cũng chính là thông điệp của chương trình văn nghệ chào mừng đại lễ Phật đản năm 2023 của chùa Từ Hương dọc lối tràn về ngày hôm nay. Và thưa quý vị, Phật dạy rằng nguồn cội của mọi khổ đau trên đời đều là do ba việc mà ra, đó chính là tham, sân và si. Trong đó tham dẫn đầu, vì từ tham mới nổi lên sân hận, miễn khiến con người si mê u tối, từ đó mới tạo bao nghiệp ác. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, nếu muốn thành tựu những điều tốt đẹp ở đời thì con người phải giữ được thân, khẩu và ý. Đức Phật dạy đừng để tham, sân và si lôi kéo chúng ta đi vào cảnh khổ. Vậy phải cố gắng tu tâm để đạt được vô tham, vô sân và vô si thì chúng ta mới có thể tự tại và giải thoát. Và tiếp nối ngay sau đây, chúng con kính mời đại chúng cùng xem một tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện lại lời dạy trên của Đức Thế Tôn, trích đoạn sân khấu hóa mang tên Qua Sông. Và chúng con cũng xin được gửi lời tri ân đến Thượng Tọa Thích Trúc Thịnh ở chùa Thiện Thệ Củ Chi đã trợ duyên cho chúng con hoàn thành trích đoạn này. Và bây giờ thì quý vị ơi, một tràng vỗ tay để chúng ta cùng theo dõi ạ. Của ta đã khổ luyện đến mức thượng thừa. Từ hồi giờ đây còn ai có thể qua mặt được chúng ta? Nói rất đúng. Sư huynh, tam sư đệ, hình như là Sa Môn Cầu Đàm cùng các đệ tử của ông ta thì phải. Phải rồi. Để nghe lan truyền người này có trí tuệ thần thông quảng đại, đã thu phục rất nhiều đệ tử xuất gia đi theo. Thần thông mà. Thần thông mà. Còn ai có thể qua huynh đệ chúng ta được? Hôm nay ta sẽ cho ông ấy biết thế nào là thần thông của tham sân si này. Phải rồi. Hãy khẩn trương cho ông ta biết thế nào là sức mạnh của chúng ta đi tham huynh.
Kệ sư huynh. Này Xá Môn Cô Đàm, nghe nói ông có thần thông, là bậc Cô Đàm, có trí tuệ thiên tục, sao lại có những đức tánh đời thường quá như vậy? Tới đây rồi, sao ông không dùng thần thông bay dễ qua bên kia sông? Cứ gì đứng đây phơi nắng như vậy? Ê, nói nhiều với ông ấy làm gì? Thả huynh, hãy chứng minh cho ông ấy thấy đi. Chỉ có một việc qua sông mà đối với ông khó khăn và đời thường như vậy thì quá thật là thất vọng. Lời đồn với ông chỉ là hư danh. Ông hãy xem thần thông của huynh đệ ta đây. Chứ nhưng chưa hết đâu, hãy xem tam sư đệ cô ta biểu diễn đây. Tam sư đệ, với cuộc sống nhỏ xíu này ta không cần dùng quá nhiều công sức đâu, chỉ cần chút ý niệm nhỏ lẻ là ta có thể qua bờ kia rồi. Các ông đã đạt đến mức thần thông có thể thượng thừa, quả thật rất giỏi. Ta có thể biết danh tính của các ông. Tham sinh si. Này Tham sinh si đạo sĩ, có ta. Các ông đã từng khổ luyện để chỉ được bay trên mặt nước, đi trên mặt nước, dùng ý niệm để băng qua lòng nước. Như vậy, các ông đã tốn bao nhiêu năm để đạt đến mức thần thông này? Huynh đệ của chúng ta đã dày công khổ luyện. Mất 30 năm rồi. 30 năm khổ luyện đó nghe. Mất 30 năm, tham sân si mới khổ luyện thành. Như vậy thì quá dài. Chỉ cần 5 đồng xu thì ít thời gian ngắn nữa là thầy trò ta đã có thể đi qua sông trong an nhiên tự tại, và có thể giúp được người lái đò có thêm cuộc sống. Thế thì đối với ta, thần thông chỉ là hư vô ảo vọng. Này Tham Sân Si, các ông nên biết đạo của ta là đạo giải thoát, không dùng thần thông để tu giải thoát. Tất nhiên, đạo của ta sẽ không có tham, không có sân và cũng chẳng có si. Tâm kiên định, giải trừ ba độc. Tham, sân, si, an nhiên tự tại, trang nghiêm giới luật là cách duy nhất để khổ luyện, vượt bến mê, đến bờ giác ngộ giải thoát. Ba mươi năm khổ luyện không bằng một lời nói, một hành động của ngài. Thế Tôn, thật đúng như lời đồn, quả thật ngài là một thánh nhân có trí tuệ uyên thâm, còn chúng tôi có mắt như mù. Vì si mê nên ta đã vô minh, quay cuồng trong bao nhiêu nghi chân, lòng tham tàn càng đắm sân si, càng rơi trong biển khổ ai ai. Thời Đức Phật còn tại thế, ngài không thích sử dụng thần thông, cũng không khuyến khích các đồ đệ sử dụng thần thông. Với ngài, cảm hóa người khác phải bằng con đường giáo dục, với lòng từ bi và trí tuệ. Biến hóa thần thông chỉ sử dụng trong một số tình huống thật cần thiết, và xem như là phương tiện để hỗ trợ giáo hóa hiệu quả
chứ không phải là cứu cánh giải thoát. Câu chuyện Đức Phật giáo hóa ba đạo sĩ tham, sân, si vừa rồi như một hồi chuông cảnh tỉnh cho các đệ tử, những người con của Phật, không sử dụng chiêu trò thần thông dưới bất kỳ hình thức nào để dẫn dụ dân chúng. Phải dạy đệ tử Phật bằng con đường thực hành chánh pháp, xóa những tà kiến si mê. Trong suốt 49 năm giáo hóa chúng sanh, tất cả những gì Phật dạy như nắm lá cây trong lòng bàn tay, nhằm giúp con người nhận diện và chuyển hóa khổ đau, giúp họ sống cuộc đời an vui, hạnh phúc. Tuy Thế Tôn đã không còn trụ cõi ta bà này, nhưng giáo pháp chân lý của Ngài vẫn luôn trường tồn vĩnh hằng và lan truyền khắp mọi nơi trên thế giới. Chúng con, các Phật tử chùa Từ Nguyên, trong niềm tôn kính vô vàn mừng ngày Đức Phật đản sanh, xin nguyện không làm việc ác, luôn làm việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Đó chính lời Phật dạy. Cao sang ấm êm, từ trôi ngai vàng làm vua thế gian. Tình thế như đâu xa, tìm vui trong băng xa. Người ra đi xa không lời từ giá. Rồi bao năm dài phóng sương nắng mưa, rừng sâu miệt mài thành tâm tiến tu. Và đêm trăng thành đó bừng lên bao chân lý, ngàn muôn năm sau vẫn soi sáng đời. Ca ngợi đấng tôn, ca ngợi đấng thế gia, ta nguyện nơi bước chân người. Ca ngợi đấng thế tôn, ca ngợi đấng thế gia, chúng ta kết đoàn kính lên. Phát tâm từ bi đến muôn nơi, rắc rêu tình thương cho muôn phương, đem lại bình an trên thế giới, khắp nơi rực ánh đao vàng. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Chánh Giác, ca ngợi Phật pháp muôn đời. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Chánh Giác, muôn phương ánh đạo sáng tươi. Sang ấm êm, từ trôi ngai vàng làm vua thế gian. Tình thế như đâu xa, tìm vui trong băng xa. Người ra đi xa không lời từ giá. Rồi bao năm dài phóng sương nắng mưa, rừng sâu miệt mài thành tâm tiến tu. Và đêm trăng thành đó bừng lên bao chân lý, ngàn muôn năm sau vẫn soi sáng đời. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Chánh Giác, ta nguyện nơi bước chân người. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Chánh Giác, chúng ta kết đoàn tiến lên. Phát tâm từ bi đi muôn nơi, rắc rêu tình thương cho muôn phương, đem lại bình an trên thế giới, khắp nơi rực ánh đao vàng. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Chánh Giác, ca ngợi Phật pháp muôn đời. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Chánh Giác, bốn phương ánh đao sáng tươi. Vâng, kính thưa quý vị, và chương trình văn nghệ mừng đại lễ Phật Đản năm 2023 của chùa Từ Nguyên sẽ được kết thúc tại đây. Kính chúc quý Phật tử có một mùa Phật đản an vui và nhiều hiểu biết.
Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình định kỳ của Chùa Từ Nguyên. Và chúc quý vị ngon giấc. Từ biệt cuộc đời cao sang ấm êm, từ chối ngai vàng làm vua thế gian. Tình thế như đâu xa, tìm vui trong băng xa. Người ra đi xa không lời từ giá. Rồi bao năm dài phóng sương nắng mưa, rừng sâu miệt mài thành tâm tiến tu. Và đêm trăng thành đô bừng lên bao chân lý, ngàn muôn năm sau vẫn soi sáng đời. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Thánh Giá, ta nguyện nơi bước chân người. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Thánh Giá, chúng ta kết đoàn tiến lên. Phát tâm từ bi đi muôn nơi, rắc rêu tình thương cho muôn phương. Đem lại bình an trên thế giới, khắp nơi rực ánh đao vàng. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Chánh Giác, ca ngợi Phật pháp muôn đời. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Chánh Giác, muôn phương ánh đạo sáng tươi. Cao sang ấm êm, từ chối ngai vàng làm vua thế gian. Tình thế như đâu xa, tìm vui trong băng xa. Người ra đi xa không lời từ giá. Rồi bao năm dài phóng sương nắng mưa, rừng sâu miệt mài thành tâm tiến tu. Và đêm trăng thành đô bừng lên bao chân lý, ngàn muôn năm sau vẫn soi sáng đời. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Chánh Giác, ta nguyện nơi bước chân người. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Chánh Giác, chúng ta kết đoàn tiến lên. Phát tâm từ bi đi muôn nơi, rắc rêu tình thương cho muôn phương. Đem lại bình an trên thế giới, khắp nơi rực ánh đao vàng. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Chánh Giác, ca ngợi Phật pháp muôn đời. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Chánh Giác, bốn phương ánh đao sáng tươi.